Miu liên tục sắm đồ hiệu của giới siêu giàu một năm qua. Gần một năm qua, Miu nhập hội người chơi hêm và coi ác, những thương hiệu được xem là tuyên ngôn của giới siêu giàu. Một năm gần đây, Miu nhập hội tín đồ hêm. Đây là thương hiệu được xem như tuyên ngôn của giới siêu giàu, thể hiện đẳng cấp vì không phải cứ chi tiền là mua được. Mẫu túi hêm đầu tiên được Miu sắm về bộ sưu tập là thiết kế Birkin hồng, được cô khoe trên trang cá nhân hồi tháng 6 năm ngoái. Liên tục sau đó, nữ diễn viên tự thưởng cho thêm nhiều mẫu túi của nhà mốt xa xỉ hàng đầu nước Pháp. Theo Miu, đây là thành quả của cô sau những năm lao động vất vả. Để sắm được một chiếc túi hêm ưng ý, cô phải chi số tiền gấp nhiều lần để mua phụ kiện tích điểm trong cửa hàng. Nhiều lần, phú bà khoe đẳng cấp bằng những bức hình sắm hêm theo lố. Các mẫu khăn, trang sức, đồng hồ, phụ kiện của thương hiệu này được cô bổ sung liên tục theo từng tháng. Hồi tháng 2, Miu tự hào khoe chiếc túi Kelly size mini tông màu xanh pastel, phù hợp với phong cách dịu dàng mà cô yêu thích. Để được quyền mua chiếc túi xa xỉ, Miu buộc phải tích đủ số điểm với hêm bằng cách mua phụ kiện tổng giá trị hơn chiếc túi. Từ khi sắm túi hêm đến nay, nữ giảng viên thời trang ưa chuộng các thiết kế này và sử dụng liên tục nhiều hoàn cảnh. Người đẹp sinh năm 1989 thường phối đồ cùng túi theo màu sắc trang phục. Một lần mua sắm, Miu chơi lớn tậu cả loạt túi sách, clutch, ví, card holder từ Goyard, thương hiệu làm rương và đồ da cao cấp của Pháp, ra đời năm 1853 tại Paris. Theo Business Insider, nhà mốt này chinh phục tệp khách hàng siêu giàu, kín tiếng và không thích phô trương. Hồi tháng 7 năm 2023, Miu đập hộp một lúc cả bộ sưu tập Louis Vuitton X Monat với những thiết kế giới hạn, tốn kém hàng trăm triệu đồng. Trong chuyến đi Paris hồi đầu năm nay để chụp ảnh cưới với chồng đại gia, Miu khoe hình ảnh tậu được nhiều món phụ kiện Prada, được cô đựng trong chiếc túi khổng lồ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.